Hello em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hải Gà. Đây là clip mình sẽ hướng dẫn nhanh cách anh em đổ xăng ở trong cái server này. Vì mỗi server nó sẽ có một cái tính năng khác nhau và mọi người thì thường thắc mắc. Đầu tiên chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực cây xăng này. Đấy, xuống chỗ cây xăng này nhá. Ấn Alt vào cái chỗ cái trạm xăng này, ấn mua căn xăng. Ấn chọn vào đây để có thể trừ 400 đô mua được một căn xăng. Và sau khi mà mua xăng xong thì anh em sẽ di chuyển sang phía bên đối diện của xe này. Ấn vào cái mô hình mà cái mắt này để ấn hiện lên, nó sẽ hiện lên cái đổ xăng đây. Đây nó sẽ hiện lên đổ xăng này, ấn thanh toán. Đấy. Thì rất đơn giản thôi, là chúng ta sẽ đã đổ được xăng cho cái xe này rồi. Đấy, thì đó là những thao tác rất là cơ bản thôi, nhưng mà lại nhiều anh em, khá là nhiều anh em trong server hỏi, nên là mình cũng sẽ làm cái clip này cho anh em. Ok, cảm ơn mọi người nha. Và bên cạnh đó thì một số những thao tác của cái xe ô tô mà anh em có thể xem qua được, ví dụ như là M là tắt động cơ này, không M đấy, ví dụ như anh em bấm cái điện thoại lên rồi, và sau khi mà bấm cái điện thoại lên xong thì anh em thấy tự nhiên xe mình không khởi động được, không đi được nữa đấy, thì là do anh em cái nút M nó là cái nút, cũng là cái nút mà khởi động xe em, anh em chỉ cần ấn một cái lần M nữa thôi đấy, thì xe có thể nổ máy lên và đi như bình thường đấy. Thì đây tại vì là cái nút này nó đang gắn chung với nhau đấy, nên là nó sẽ như vậy, và anh em cảm giác nó sẽ không biết được tại sao nhưng xe mình nó lại dừng lại, mà mình ấn cái điện thoại lên thì nó không nghe được nữa, à lại không chạy máy được nữa. Cộng với đó là việc anh em mở cửa khóa xe, mở cửa xe chẳng hạn, thì anh em sẽ ấn F1 lên vào phần phương tiện cửa xe để có thể mở các cửa này đấy, mở nắp trên, nắp dưới, nắp sau, cốp các kiểu đấy, đóng lại đấy, cũng như là đổi lấy cái lái xe ở trong này, đưa chìa khóa ở trong này, bật động cơ, anh em có thể ấn phím tắt mở hoặc là anh em bấm vào đây thì cũng có thể bật tắt động cơ đấy. Thì đó là những hướng dẫn cơ bản nhất về cái xe ô tô để đổ xăng, cũng như là những thao tác xe ô tô để mọi người biết được. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha.